Thế giới bóng đá, một thế giới hào nhoáng với những gam màu đầy rực rỡ. Thế nhưng, ẩn khuất sau ánh đèn của những cầu trường rực lửa, của những siêu sao sáng chói trên mặt cỏ, lại chứa đựng những góc khuất đầy u tối và bẩn thỉu. Đứng trên tất cả, cho đến tận bây giờ, bê bối dàn xếp tỷ số Calciopoli năm 2006 vẫn luôn được nhắc tới như một nỗi ô nhục cho toàn nước Ý và là vực thẳm sâu nhất của lịch sử làng túc cầu thế giới. Vậy thì Calciopoli đã gần như nhấn chìm một trong những gã khổng lồ của bóng đá thế giới như thế nào? Những chiến binh màu thiên thanh sau đó đã chiến đấu để vực dậy nền bóng đá Italia ra sao? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu với câu chuyện ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battlecry Podcast. Mùa hè năm 2006, toàn bộ người hâm mộ bóng đá Ý hỗn loạn trong hai thái cực buồn vui lẫn lộn. Trên đất Đức, đội tuyển của họ với hàng loạt những hảo thủ như Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francesco Totti hay Marco Materazzi đã xuất sắc đem về chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử của họ. Thế nhưng tại quê nhà, nước Ý, thì toàn bộ nền bóng đá của đất nước hình chữ ủng đang náo loạn trong những bê bối liên quan tới dàn xếp tỷ số và được cả thế giới gọi với cái tên là đại án Calciopoli. Người được xem là kẻ tội đồ của nền bóng đá Ý đó là Luciano Moggi, giám đốc điều hành của Juventus khi đó. Nếu như trong điện ảnh nước Ý gợi nhớ người ta từ cái tên bố già Vito Corleone khét tiếng với quyền lực thao túng dường như vô hạn, thì hình ảnh của Luciano Moggi cũng được báo giới tô vẽ thành một gã bố già không hơn không kém. Với quyền lực một tay che trời tại Serie A, Moggi cùng với cộng sự của mình là Antonio Giraldo, một quan chức cấp cao của Juve, đã đi đêm với những người phân công trọng tài Serie A, để từ đó dễ bề thao túng các phán quyết của các vị vua áo đen nhằm đem lại lợi thế cho bà đầm già trên mặt cỏ nước Ý. Tuy nhiên thì bí mật này đã bị phanh phui bởi tờ La Gazzetta dello Sport khi họ công bố những đoạn băng ghi âm do Telecom Italia cung cấp, được cho là những cuộc nói chuyện giữa Moggi và các cộng sự. Ngay sau khi những bằng chứng hắc ám này được công bố trước công chúng, nền bóng đá xứ sở Mỹ Ống đã lập tức dậy sóng. Một đường dây dàn xếp tỷ số lớn chưa từng có được đồn đoán liên quan tới rất nhiều cái tên nổi tiếng, không chỉ của bóng đá Ý mà còn là của bóng đá thuộc bây giờ như Juventus, AC Milan, Lazio, Fiorentina hay phần nào đó là cả Inter Milan đều bị nghi ngờ dính líu tới những giao dịch đen tối trên. Khi mà những người ngoài cuộc còn chưa rõ thực hư thế nào thì án phạt đã được đưa ra một cách chóng vánh. Theo phán quyết ban đầu, Juventus bị tước đi 2 Scudetto vào mùa 2004-2005 và mùa 2005-2006, bị phạt xếp cuối bảng xếp hạng vào mùa 2005-2006, đồng thời bị giáng xuống Serie B và phải bắt đầu mùa giải mới với số điểm âm 30. Đó thực sự là một bản án kinh hoàng dành cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất xứ sở Mỹ Ống. Theo chân Juventus là AC Milan, Lazio, Fiorentina và Regina. Dựa theo án phạt ban đầu, AC Milan bị trừ 44 điểm vào thành tích tại Serie A mùa 2005-2006, bị trừ tiếp tục 15 điểm cho mùa bóng 2006-2007 và bị loại khỏi cúp C1 mùa ấy. Lazio và Fiorentina thì sẽ phải xuống chơi tại Serie B với số điểm lần lượt là âm 7 và âm 12. Và tất nhiên là cũng bị cấm tham dự cúp châu Âu. Còn lại thì Regina bị trừ 15 điểm cho mùa giải mới. Và chỉ có mỗi Inter Milan thì may mắn thoát khỏi vòng lao lý. Moggi và Giraldo cùng với hai người phân công trọng tài là Paletto và Beckamo thì bị khởi tố vì tội danh xây dựng hệ thống trái phép nhằm thay đổi kết quả các trận đấu. Và các câu lạc bộ bị phạt ở trên đã lợi dụng hệ thống này để cố tình dàn xếp tỷ số. Tồi tệ hơn, những công tố viên còn cho rằng chính Juventus là kẻ cầm đầu vụ việc này, vì Moggi khi đó đang là giám đốc điều hành Juve, đã đặt mua những chiếc sim Thụy Sĩ và tặng nó cho các trọng tài nhằm dễ bề liên hệ, điều khiển, tránh bị cảnh sát nhòm ngó. Ngoài ra thì AC Milan cũng bị cáo buộc là đang cố gắng tạo ra một hệ thống tương tự như Juventus nhằm thao túng nền bóng đá Ý. Không chỉ liên quan tới công tác trọng tài và tỷ số trận đấu, Moggi còn bị cáo buộc là có nhúng tay vào công tác chuyển nhượng
và hầu khắp các hoạt động diễn ra của nền bóng đá xứ sở Mỹ Ống ở thời điểm đó. Những cuộc điều tra còn cho thấy Moggi đã thống trị hầu hết mọi mặt của bóng đá Ý thời bấy giờ, từ những bản hợp đồng chuyển nhượng cho tới việc thao túng các trọng tài. Ngay cả việc phát sóng các trận đấu trên sóng truyền hình cũng đều bị Moggi điều khiển. Hình ảnh và tên tuổi của Juve luôn được đánh bóng và chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nhiều người đã miêu tả rằng Moggi đã không từ một thủ đoạn nào, từ tống tiền cho tới hối lộ, rồi thậm chí là dùng bạo lực để xây dựng nên cả một đế chế. Những kẻ không tuân theo đều sẽ phải chịu đau đớn. Những đối thủ không chịu thỏa hiệp sẽ phải hứng chịu những kết quả bất lợi. Trong khi đó thì những trọng tài không làm theo lời ông ta rồi sẽ tiêu tan sự nghiệp mà thôi. Tất cả đều phải phục tùng những quy tắc quỷ quái. Nhưng thực chất, điều đó nói lên một điều rằng sự ảnh hưởng và quyền lực của những câu lạc bộ lớn nhất của Ý thời bấy giờ đều là quá lớn. Thậm chí, nhiều người còn gọi Luciano Moggi và cánh tay phải của ông ta, Antonio Giraldo, là những gã biên kịch đại tài có thể tự biên tự diễn câu chuyện của nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ trong suốt nhiều năm ròng rã. Đáp trả lại những cáo buộc trên, Luciano Moggi và Antonio Giraldo gần như không có khả năng kháng cáo vì những chứng cứ đã quá rõ ràng. Cuối cùng thì hai kẻ này đã phải chịu án phạt 5 năm 4 tháng tù giam và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan tới bóng đá. Cùng với án phạt của những kẻ cầm đầu, đội bóng Juventus cũng chẳng thể kháng cáo thành công và chấp nhận trao lại hai chức vô địch Serie A cho Inter Milan, chấp nhận bị trừ điểm và xuống chơi ở sân chơi hạng 2 giải vô địch quốc gia Ý Serie B. May mắn cho nền bóng đá Ý, những câu lạc bộ lớn còn lại gồm AC Milan, Lazio và Fiorentina đã kháng cáo thành công và may mắn vẫn được ở lại hạng đấu cao nhất. Tuy nhiên thì họ cũng phải đánh đổi bằng việc bị trừ hàng chục điểm số. Lazio và Fiorentina vẫn được chơi tại Serie A chứ không phải xuống hạng như Juventus. Còn AC Milan bị trừ tới 30 điểm thế nhưng vẫn được tham dự UEFA Champions League năm 2006-2007. Và thậm chí cuối mùa giải đó, họ còn hạ gục Liverpool trong trận chung kết cúp C1 để đem về chiếc cúp tài vòi cho đất nước hình chữ U. Đại án Calciopoli gần như đã kéo sập nền bóng đá Ý, tạo nên một làn sóng chạy trốn lớn chưa từng có. Nhìn qua nhìn lại, Juventus vẫn là kẻ chịu sự trừng phạt khốc liệt nhất từ vụ scandal này. Không chỉ mất đi thành tích và danh tiếng lừng lẫy bấy lâu, mà nhân sự của đội bóng áo sọc trắng đen này còn trở nên kiệt quệ vì cuộc tháo chạy ồ ạt của những ngôi sao trong đội hình. Patrick Vieira và Zlatan Ibrahimovic chuyển sang đại kình địch Inter Milan. Gianluca Zambrotta và Lilian Thuram thì tới Barcelona. Emerson và Fabio Cannavaro thì khăn gói tới Real Madrid. Còn Adrian Mutu thì lựa chọn Fiorentina. Đó đều là những ngôi sao sáng giá nhất làm túc cầu thời bấy giờ. Thậm chí thuyền trưởng Fabio Capello cũng chẳng mặn mà ở lại. Một quý ông đích thực sẽ không bao giờ rời bỏ vị phu nhân của mình cả. Thủ lĩnh Alessandro Del Piero đã từng nói như vậy khi chứng kiến cảnh các đồng đội lần lượt tháo chạy khỏi thành Turin. Tan nát từ đầu tới cuối, thế nhưng cũng may là còn có những kẻ trung thành với bà đầm già trong thời khắc đen tối nhất. Đó là hoàng tử Del Piero, là lãng tử Pavel Nedved, là tiền đạo cắm David Trezeguet, là thủ thành Gianluigi Buffon, là Giorgi Chiellini và Mauro Camoranesi, cùng với người thầy mới Didier Deschamps. Họ và Juventus khốn cùng đã phải bắt đầu lại từ vũng bùn đen, quyết sống chết một phen cùng với bà đầm già thành Turin. Những giọt máu, những giọt nước mắt của họ đổ xuống sân cỏ tại Serie B chính là cơ sở vững chắc nhất để Juventus thiết lập lại sự thống trị tuyệt đối của mình sau khi quay trở lại với sân chơi cao nhất nước Ý. Vậy thì liệu rằng đó có phải là toàn bộ sự thật không? Sự sụp đổ của Juventus, của AC Milan, của Lazio và Fiorentina đã tạo ra một tiền đề vô cùng thuận lợi để nửa xanh thành Milan, tức Inter Milan, thống trị bóng đá Ý trong nửa thập kỷ tiếp theo. Trước khi vô địch Champions League năm 2010, sau khi đại án Calciopoli khép lại, chính Nerazzurri là kẻ đã thâu tóm những người đảo thoát khỏi vũng bùn, gồm có Ibrahimovic và Patrick Vieira. Sau nhiều năm vác tiền nhà đi đầu tư, thì chủ tịch của Inter Milan, Massimo Moratti, đã thu được những trái ngọt. Thế nhưng liệu rằng ông ta có phải là kẻ giật dây trong vụ Calciopoli hay không?
Theo nhiều nhà phân tích, mối quan hệ khăng khít giữa Telecom Italia, viết tắt là TIM, và Liên đoàn bóng đá Italia, FIGC, Nhật báo Gazzetta dello Sport và chủ tịch Massimo Moratti có thể là bằng chứng cho việc chủ tịch của Inter Milan mới là kẻ giật dây Calciopoli ngay từ đầu. Telecom Italia đã làm rúng động những ngày đầu hè năm 2006 với việc nắm giữ trong tay những cuộn băng nghe lén Luciano Moggi. Lúc đó thì công ty truyền thông có trụ sở tại Rome này được đặt dưới quyền chỉ đạo của Marco Cioncetti Provera. Đây thì lại là một người bạn thân của Moratti, là cổ đông lớn thứ hai của chính Inter Milan, kiêm giám đốc của Pirelli, công ty nổi tiếng là nhà tài trợ lâu dài của Nerazzurri. Tờ Gazzetta dello Sport thì là tờ báo đầu tiên tung những cuộn băng đó lên các mặt báo. Và trùng hợp thay thì thời điểm đó, tờ báo thể thao này lại nằm trong tay của Carlo Buora, phó chủ tịch của Inter Milan những năm 1990. Và bóng đá Ý bắt đầu rung chuyển thực sự khi Adriano Galliani bị ép phải rời khỏi trước ghế chủ tịch giải đấu, bởi Milan cũng bị cáo buộc là có dính dáng tới vụ việc. Guido Rossi, cựu giám đốc của Inter Milan những năm 1995-1999, đã tiếp quản chiếc ghế nóng tại Liên đoàn bóng đá. Và cũng thật tình cờ, vụ đầu tiên mà ông này tiếp quản chính là phiên tòa Calciopoli và chiếc cúp Scudetto mùa giải 2005-2006 lập tức được trao lại cho đội bóng áo xanh đen Inter Milan. Inter Milan thì cũng là ông lớn duy nhất không bị điều trần, và những cuộn băng liên quan tới chủ tịch của họ thì cũng biến mất không dấu vết, trong khi 32.000 cuộn băng liên quan tới Luciano Moggi, Antonio Giraldo và công tác phân công trọng tài thì lại có thể được nghe rõ tới từng câu từng chữ. Davide Lippi, con trai của Marcello Lippi, và Alessandro Moggi, con trai của Luciano Moggi, cũng bị tòa án Napoli điều tra về công tác môi giới cầu thủ của họ. Trong khi đó thì hai thương vụ là Adriano 12,75 triệu bảng từ Parma và Dejan Stankovic 3,4 triệu bảng từ Lazio thì bị cho là mập mờ hồi năm 2004 của Inter Milan thì lại không hề bị động tới. Guido Rossi không ngần ngại trao ngay Scudetto mùa 2005-2006 cho Inter Milan và tuyên bố đó là quyết định chung của Liên đoàn bóng đá Ý, với cái cớ rằng Serie A cần một nhà vô địch để gửi danh sách dự cúp châu Âu cho UEFA. Hành vi lấy cúp cậy quyền khá nóng vội này có thể chính là gốc rễ của Calciopoli và cũng chính là khởi điểm cho những mối nghi ngờ hướng về phía Inter Milan. Năm 2011, tức là tận 5 năm sau, Calciopoli khi này mới được lật lại. Và đến tận thời điểm này, các công tố viên mới bàng hoàng nhận ra rằng rất có thể là nửa xanh đen thành Milan cũng có liên quan trực tiếp tới vụ bê bối bóng đá lớn nhất lịch sử nước Ý. 171.000 cuộn băng nghe lén đã chỉ ra rằng cựu giám đốc Inter Giacinto Franchetti rất có thể liên quan trực tiếp tới những vụ giả xếp này. Thế nhưng rốt cuộc thì toàn bộ giới lãnh đạo Inter đã hạ cánh an toàn vì thời hạn 5 năm khởi tố vụ án đã kết thúc. Và scandal năm đó, cuối cùng thì chỉ có Luciano Moggi và Juventus là phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Và cũng thật bất ngờ là chỉ sau đó 4 năm, năm 2015, Luciano Moggi được minh oan và được tuyên bố vô tội một cách đầy khó hiểu. Đại án Calciopoli đã khép lại khi không ai trở thành thủ phạm mà chỉ toàn những nạn nhân. Ai cũng muốn quên đi vụ bê bối năm nào, thế nhưng chỉ có Juventus là không. Juventus đã cực lực yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ý phải trả lại hai chiếc cúp Scudetto cho họ, đồng thời phải bồi thường 450 triệu euro. Thế nhưng Liên đoàn thì nào có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ đó. Và theo thời gian, vụ việc nhức nhối này cũng sẽ lại rơi dần vào quên lãng mà thôi. Bóng đá Italia nhìn chung, kể từ sau đại án Calciopoli thì đã xuống dốc không phanh. Juventus sau khi trở lại thì cũng đã thống trị giải đấu quốc nội, nhưng khi ra tới đấu trường châu lục, họ đơn giản là không đủ bản lĩnh. Bằng chứng nhãn tiền nhất là hai lần thất bại trong trận chung kết cúp C1 vào các năm 2015 và 2017 trước hai đại diện đến từ Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid. Inter Milan và AC Milan thì cũng đã dần tìm lại được ánh hào quang ở giải quốc nội trong vòng nhiều năm gần đây. Thế nhưng khi đối đầu với những đối thủ
đến từ những nền bóng đá khác, họ vẫn đơn giản là chưa đủ tầm. Napoli và Fiorentina thì vẫn đang vật vờ tìm lại chính mình. Và có lẽ sẽ còn lâu nữa, bóng đá Ý mới có thể tìm thấy ánh hào quang xưa cũ, nơi mà những chiếc cúp Scudetto thậm chí còn khó cạnh tranh hơn cả danh hiệu UEFA Champions League.